Cảm xúc hiện tại của Ngân là Ngân cảm thấy rất là vui vì chị mình làm được một cái bộ phim đã chuẩn bị từ rất là lâu, và hôm nay nói chung là cảm giác cũng hơi hồi hộp chút xíu, tại vì mọi người biết là trong khoảng thời gian vừa rồi dịch đó, thì tất cả các anh chị em không thể nào mà đi event được, cho nên hôm nay khi mà gặp được tất cả các anh chị nghệ sĩ ở đây thì cảm thấy rất là vui, và quan trọng là chị mình là hôm nay ngày trọng đại nữa, thì hy vọng là hôm nay mọi người tới dự cũng giống như là sẽ ủng hộ chị Minh Hằng. Và cây view cho chị Minh Hằng nữa. Tại vì hiện tại thì Ngân vẫn chưa có thể nói được cái bộ phim như thế nào, nhưng mà Ngân chắc chắn là bộ phim rất là thú vị và rất là gay cứng. Hy vọng là mọi người đón xem. Không biết là Khải Ngân có tham gia một vai diễn nào đó trong cái web drama này không ạ? Có chứ. Thật ra Ngân cũng chỉ là một cái vai khách mời, thì nói chung cũng khá là đặc biệt, mà Ngân cũng không muốn nói là Ngân sẽ đóng vai gì. Hy vọng là mọi người sẽ đoán xem là cái nhân vật của chị Hằng cũng giống như Ngân như thế nào. Và vì đây là chị của mình, cho nên là chị Hằng mà có làm cái gì á thì chắc chắn là Ngân cũng sẽ là người đầu tiên ủng hộ chị, để chị mình có thể hoàn thành một cái công việc cũng giống như là những cái sản phẩm của chị mình mong muốn. Tại vì năm vừa rồi thì tụi mình cũng có hỏi Khải Ngân là Khải Ngân cần ca sĩ. Dạ. Thì không biết là qua năm mới rồi thì không biết là những cái dự định của Khải Ngân như thế nào rồi, và cuối cùng chút xíu nữa không ạ? Thật ra là nói chung cũng buồn, không phải chỉ riêng Ngân đâu mà tất cả các anh chị cũng vậy. Tại vì vừa mới đầu năm vừa rồi là Ngân xong đứt cái showbiz của mình, cho nên là đâm ra tự nhiên dịch một phát là coi tất cả các kế hoạch cũng như là cái những dự án dài hạn của Ngân cũng phải dừng lại, thì tất cả các anh chị cũng vậy. Thì nhưng mà bây giờ là mọi thứ nó cũng đã giảm nhiệt xuống rồi, và bây giờ Ngân cũng đang chuẩn bị trong cái thời gian mà ra mắt cho sản phẩm mới của mình, về ngày công chiếu cũng giống như là bài hát nó sẽ như thế nào thì Ngân sẽ công bố gần nhất thôi. Còn bây giờ thì Ngân xin giữ kín một chút xíu để gây bất ngờ một chút xíu. Thật ra thì trong cái vai diễn này là Ngân quay trước dịch, cho nên là còn về cắt tóc là Ngân nghĩ là khoảng thời gian vừa rồi á, Ngân cũng muốn thay đổi bản thân mình nhiều hơn, tại vì khi mà những ngày dịch ở nhà rảnh rỗi á thì Ngân biết là mình muốn gì, và Ngân nghĩ là cho tới thời điểm hiện tại bây giờ mình nên thay đổi theo những cái gì mà mình mong muốn cũng như mình cảm thấy thoải mái nhất. Thực ra là vẫn tiếc tóc dài lắm á, tại vì cứ đi đâu xung quanh mấy chị mà kiểu có tóc dài mà làm được nhiều kiểu, nhiều khi cũng hơi tủi thân một chút xíu, nhưng mà Ngân cảm thấy thì ra khi mà lần đầu tiên cắt tóc vậy em cũng thấy mình cũng hợp, cũng đẹp trai đấy. Cho nên thôi, khoảng thời gian này mình cứ thoải mái và chính mình là được. Nhưng mà bạn bè có nhận xét như thế nào về mái tóc ngắn hay không? Làm gì những người bạn thân? Đầu tiên là mọi người rất là sốc, tại vì mấy anh chị biết là Ngân rất là thương cái bộ tóc dài của mình, và chưa bao giờ, trừ khi có thay đổi thì chỉ có nhuộm màu rồi thay đổi cái kiểu mà ngắn dài mà kiểu trên hoặc là dưới thôi. Mà không ngờ là Ngân đùng một cái Ngân cắt phẹt đi. Ban đầu mọi người cứ nghĩ là Ngân đổi tóc giả chứ, nhưng mà sau khi thực ra là cũng hồi hộp. Nhưng mà mấy anh chị mà giống như là nhất là chị Hằng, tại vì chị Hằng là người đầu tiên mà Ngân hỏi ý kiến là chị ơi em cắt tóc ngắn nha, thì cũng rất là may mà mọi người khen ấy, chứ không có chê, chứ không hơi chê là càng tuổi thân nữa. Khi mà làm việc chung với Minh Hằng thì Khải Ngân thấy sao? Điều đầu tiên là Ngân phải rất nể chị Hằng, tại vì chị Hằng là một người rất là giỏi, mọi người cũng biết rồi. Qua bao nhiêu bộ phim mình coi như là Ngân cũng không phải bàn về vấn đề này nhiều, nhưng mà Ngân cảm thấy là chị là một người rất là nhiệt huyết. Mình là cũng đã từng đóng phim nhiều, nhưng mà khi mà làm với chị coi như mình cũng tắt điện với cái sự nhiệt tình của chị luôn. Và Ngân cảm thấy rất là may mắn khi mà có thể có một cái thời điểm mà được hợp tác với lại người chị của mình cũng như là sư phụ của mình, cho nên Ngân cảm thấy rất là vui. Qua mùa dịch có thêm cái tài lẻ gì không Ngân? Thường thường là nghỉ nhà thì có những cái... Ngân nghĩ là Ngân có thể giỏi nó ăn nhiều hơn, rồi chăm nom nhiều hơn, và mình cảm thấy mình làm được rất là nhiều việc, cũng giống như là quan tâm gia đình mình nè, thời gian dành cho những cái người mình thương yêu nhiều hơn nữa. Còn về ngoài cái việc đó ra thì mình cũng trau chuốt rất là nhiều, học hỏi được nhiều thứ. Thì Ngân học hỏi gì thì chắc là tháng sau mọi người sẽ biết. Giờ Ngân giữ kín hết luôn, tại vì bây giờ mà Ngân mà nói ra mé nhiều khi sẽ không có làm cho mọi người bất ngờ. Cho nên hy vọng là khi mà tháng sau mà Ngân có công bố thì em hy vọng tất cả các anh chị đây đều bất ngờ với em, cho em vui á. Rồi, cảm ơn các anh chị. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Trời ơi, hỏi chi khó dữ trời. Nói chứ thật ra là vậy nè, mọi người phải biết là công việc là công việc, tiền bạc là tiền bạc, nhưng mà khi mà làm việc với lại sư phụ của mình á thì đó là một cái điều khác. Cho nên là thật ra có trả hay không trả này là mọi người tự đoán nha, có trả hay không trả thì Ngân không quan tâm, mà Ngân quan tâm là chị mình đang làm cái gì và mình có thể giúp ích
được gì cho cái sản phẩm lần này của chị, và mình có nói chung là mình có bao nhiêu cái để mình cố gắng để mình có thể giúp chị mình hoàn thiện hơn. Hiện cái đó là điều Ngân cảm thấy vui, tại vì mình có thể động viên được chị của mình nữa. Còn về vấn đề tiền bạc thì trời ơi chị em mà có gì đâu. Trời ơi, thiệt sự là chị Hằng nói chung là đó, ngoài cái việc mà chịu chơi, chịu cái sức lực của mình á, thì chị Hằng rất là chịu khó đầu tư. Tại vì thực ra là chơi chung với lại chị Hằng thì mới biết là khi mà chị làm cái việc gì cũng vậy, kể cả đi chơi, đi ăn uống hoặc là những cái rất là bình thường, thì chị phải làm cho ra hồn, phải nói là một câu như vậy. Tại vì hà lầm, tại vì đây bây giờ là những cái sản phẩm mình ra mắt công chúng, thì bây giờ mình đã lỡ làm thì tội tình gì mà mình làm xương xương, mình làm nửa nửa chi, nó không có sang. Cho nên là khi sau khi mà nói chung là mọi người xem đi, mọi người mới thấy được cái sự sang của chị sư phụ của mình như thế nào. Dạ. Trong khoảng thời gian trước mà khi bấm máy là hai chị em cũng có đi tập, và nói chung là đối với Ngân thôi nha, tại vì do mọi người chưa xem phim cho nên chưa biết được là chị Hằng cũng thứ dữ chứ không phải dạng vừa đâu. Tại vì trước khi mà Ngân tập trung với chị Hằng thì chị Hằng đã có một khoảng thời gian để chuẩn bị cho dự án của mình, cho nên là sau khi mà nhìn chị mình đắm mình cũng để mình xem lại mình chứ. Cho nên là chị Hằng rất là giỏi, kể cả cái gì khó cũng vậy, khi mà chị Hằng đã muốn làm thì chị Hằng sẽ làm cho bằng được. Cho nên là Ngân cảm thấy khâm phục với lại chị Hằng ở cái điều đó. Dạ. Lúc mà ăn chơi với nhau thì tật xấu nó cũng nhiều, thì hai chị em đều có như nhau, nhưng mà giờ mà kể tật xấu ra thì nói chung là nó nhiều thứ đó mình không kể được. Nhưng mà khi mà làm việc thì chắc chắn là không có một cái gì xấu cả. Thật sự tại nhiều khi á, bây giờ đây là lần đầu tiên quay cùng với lại chị mình, thì mình để xem là chị mình lúc mà trên đoạn phim mà sẽ khác như thế nào, như ở nhà như thế kia, nhưng mà không có một cái thời gian hoặc là giây phút nào mà có thể bắt lỗi được chị của mình cả. Tại vì chị chuyên nghiệp từ A cho tới Z, cho nên là cảm thấy làm việc với chị rất yên tâm, cho nên là không phải lo gì cả. Ăn uống cũng ngon rồi, nói chung là đồ đạc thì kia, nói chung là như là lần đầu tiên mà đi quay phim mà giống như mà mình đang ở nhà, giống như là mình được kiểu như công chúa vậy đó.